Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ là tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Lê Phương khoe chồng trẻ, vừa bế con gái mới sinh, vừa mở nhạc các bạn ôn bài trước giờ diễn. Ngày 28 tháng 8 vừa qua, Lê Phương đã hạ sinh con gái cho chồng kém 7 tuổi, nam ca sĩ Trung Kiên. Bé có tên thân mật là Bông, chào đời với cân nặng 3,4kg. Hiện tại vợ chồng Lê Phương vẫn chưa công khai gương mặt bé, nhưng hình ảnh đời thường của công chúa nhỏ đã được cả hai chia sẻ với khán giả. Mới đây nhất, nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ còn tỏ ra rất thích thú khi khoe clip và hình ảnh ông xã Trung Kiên vừa bế con gái nhỏ vừa mở nhạc cách mạng để luyện giọng trước giờ đi diễn. Ông bố bỉm sữa vừa ôm con vừa ôm bài, lát tối đi kiếm sữa cho em Bông. Lê Phương viết trên trang cá nhân, khoảnh khắc dễ thương này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dân mạng. Có thể thấy trong hình ảnh Lê Phương chia sẻ, ông xã Trung Kiên lộ rõ vẻ hạnh phúc khi bế con gái đầu lòng trên tay. Người hâm mộ của cặp đôi còn cho rằng chồng trẻ của Lê Phương hứa hẹn sẽ là ông bố mê con mới của showbiz Việt. Bởi từ lúc đón con trên trang cá nhân, Phạm Trung Kiên, chồng Lê Phương cũng đăng tải hình ảnh bàn tay của con gái mới sinh cùng lời cảm ơn gửi tới vợ. Cảm ơn em vì tất cả, vợ yêu. Chúc mừng sinh nhật hai mẹ con, anh viết. Lần trước mang thai cà pháo, đến lúc sinh tôi nặng 73kg, nhưng lần này đã lên tới 80kg. Với mức độ tăng cân như vậy, sau này tôi phải vất vả giảm cân, cô cho hay. Lê Phương kể thời gian qua, vợ chồng cô đã chuẩn bị đầy đủ quần áo, đồ dùng cần thiết cho con gái chào đời. Mặc dù đã qua một lần sinh nở, nữ diễn viên thừa nhận vẫn không tránh khỏi lúng túng. Khoảng cách giữa hai con tới 7 năm nên mọi thứ cũng quên ít nhiều. Tôi phải đọc sách, hỏi bạn bè để biết thêm về các kiến thức chăm sóc em bé, kể cả mua bình sữa, máy hút sữa, cô kể. Gắn bó với ông xã kém tuổi, Lê Phương luôn rạng ngời hạnh phúc. Trong thời gian mang bầu, cô cho hay được Trung Kiên chăm sóc chu đáo. Mới đây vào ngày kỷ niệm 2 năm về chung nhà với ông xã, cô hạnh phúc viết. Cách mạng tháng 8 thành công, cuộc đời mẹ đã nở bông thật rồi. Mẹ ơi, mẹ chuẩn bị chiến đấu nhé. Cảm ơn con, có ba, nội, ngoại bên cạnh, mẹ ổn mà. Cuối tuần sẽ đón con lên gặp em nhé. Mẹ cố lên, con thương mẹ nhiều lắm. Đoạn thoại ấm áp đêm qua là động lực giúp mẹ vượt qua những cơn đau và lo lắng. Mọi thứ đã sẵn sàng, mình cùng chờ đợi em Bông nhé. Lê Phương chia sẻ, đồng nghiệp, nghệ sĩ, dân mạng, đồng loạt. Chúc Lê Phương vượt cạn thành công, mẹ tròn, con vuông. Lê Phương là một trong những nữ diễn viên truyền hình được yêu thích của màn ảnh nhỏ phía Nam. Từ khi ra trường, cô đã được các đạo diễn tin tưởng giao nhiều vai chính, thứ chính ấn tượng. Năm 2018, cô đảm nhận vai chính trong Gạo nếp gạo tẻ. Dàn diễn viên của phim được đánh giá xuất sắc, thể hiện trọn vẹn tâm lý nhân vật. Riêng Lê Phương cô chứng tỏ thực lực bằng vai diễn số phận, nhiều phân đoạn tâm lý nặng, diễn xuất của cô trong vai Hương đã lấy nhiều nước mắt của khán giả. Lê Phương và ông xã Trung Kiên kết hôn vào tháng 8 năm 2017, sau khi trải qua cuộc hôn nhân đầu nhiều sóng gió. Trung Kiên hiện công tác trong quân đội. Anh từng học nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và giành giải nhất trong cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2013. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.